Em xin chào các anh các chị. Hôm nay em nhân tiện là em đóng cái cây này em gửi đi cho khách ấy, thì tiện em cũng quay cái clip em đóng cái làm cái quá trình đóng cái cây và gửi đi như nào. Thì cái cây này là cái cây ráy va trắng. Em đang để ở trong một cái chậu như này, nó cũng khá lớn đấy ạ. Đường kính của nó khoảng 40, hơn 40. Cây này cao khoảng 50 phân. Thì em sẽ gửi nguyên cái chậu này đi luôn, nguyên cây nguyên chậu như vậy luôn. Thì những cái đồ mà em sử dụng đó là cái gì? Em sẽ có một cái thùng rác như vậy, rác hở như vậy để em chụp lên trên, chụp lên cái này, từ cái này em chụp lên. Đấy, từ cái này chụp lên. Và có dây rút nhựa này, kìm, băng keo, rồi dao, với ít dây kẽm, với cả một ít giấy nữa, giấy bìa nữa. Thì cơ bản là những cái thứ như vậy thôi, em sẽ đóng về. Và cả cái mặt này này, cái mặt này, mặt giá thể này, từ đây lên đến cái chậu này còn một khúc này, thì em sẽ dùng cái xốp này em cắt, em chèn vô, em chèn hết ở dưới. Sau đấy thì em lấy băng keo em dán lên cái mặt này, chỉ để hở nguyên cái gốc cây thôi. Và cái cây này thì em túm lên, em cột gom lên, gom lên rồi em lấy bông gòn em chèn lại. Đó, thì bây giờ em xin phép em làm luôn. Trước tiên thì em cứ cắt, em cắt để em định hình cái này để em chèn luôn. Em cứ cắt từng mặt một thôi. Rồi chỗ này mình khoét này, em làm xong một nửa rồi, một nửa nó sẽ như vậy. Đây, một nửa nó sẽ như này này anh chị. Đó. Rồi tiếp tục em sẽ làm một nửa nữa. Thank you.
À, như vậy là em đã định hình xong rồi, xong được cái phần đáy rồi. Nó chặt cứng như vậy này. Anh chị để ý này, nó chặt cứng, nó chỉ hở cái này thôi. Tiếp theo là em sẽ đi em túm cái lá này lên, túm hết lên. Đó, mình xếp lớp như vậy này, để xếp lớp như vậy để cho nó không có bị lá nó không bị dập. Túm nó lên. Đó, mình cứ xếp lớp như vậy này. Đó, xếp lớp lên. Đóng cái này nếu mà mình làm không quen thì mình cứ làm chậm nha anh chị. Đó, như em làm quen thì em cứ làm vậy, làm nhanh vậy. Khỏi mất thời gian của anh chị. Túm lên rồi bắt đầu mình siết cái này trước này. Đó, mình định hình nó trước xong mình siết lại như vậy. Xếp hết cái gốc này trước này. Làm một mình nó hơi khó, bình thường thì có người phụ thì làm nhanh hơn. Cái dây nó hơi ngắn để em cho nó dài ra xíu. Mình cứ cố định nó trước đi đã. Đó, mình cứ cố định trước rồi xong bắt đầu mình chỉnh lại cái bên trong sau. Đó, cứ làm vậy trước đã. Sau mình chỉnh lại cái này. Đó, mình chỉnh lại cái lá sau. Cái bước này nó rất là quan trọng, nó sẽ ảnh hưởng đến cái lá. Nếu như anh em mình làm mà mình không cẩn thận nó sẽ ảnh hưởng đến cái lá này. Ở sau khách nhận cây là người ta sẽ không có ưng ý. Đó, về cơ bản là chỗ này em sẽ đã đỡ túm được rồi. Đó, này đã túm được rồi. Cái này em sẽ dùng một tờ giấy em cuốn lại rồi em lấy băng keo dính. Ở đây cái tờ giấy, cái giấy em dùng cái này em cuốn lại tròn tròn này, thấy nó vừa này rồi. Em sẽ lấy em cuốn cái này rồi em dính lại. Cứ làm chậm thôi nha anh chị. Em lấy băng keo cuốn lại như vậy, cuốn để giữ nó trước. Rồi tiếp tục cuốn bên dưới đấy. Mình đã cố định như vậy trước đi. Rồi, bây giờ xong cái thùng này rồi. Bây giờ em sẽ lấy cái bông gòn. Em lấy bông gòn em tống vào trong này. Em để em chèn nó. Đây. Em sẽ lấy cái bông gòn em chèn vào trong này từng cái lá một. Sau khi em chèn xong rồi nha anh chị. Thì bắt đầu em lấy băng keo cuốn từ bên này, cuốn sang bên này để giữ cố định cái này. Hồi nãy em đóng bằng cái giấy nhưng mà em thấy nó không ổn, nó không được đẹp. Với cái lá em sợ nó hư á, cho nên em đóng bằng cái bịch này. Bịch này, bịch hơi này. Rồi em chèn bông gòn. Thì em tiếp tục em làm, em cho bắt đầu em cho cái này lên này, em trồng vào trong này. Rồi em sẽ dùng máy khoan em bắn vít để em siết bằng dây để cố định cái này vào trong cái chậu này. Bây giờ em sẽ khoan những cái lỗ như vậy. Đó, ở đây xuống thì khoan thẳng. Rồi, khoan đến đâu thì mình siết đó luôn. Để cho cái lỗ nó không có bị chạy. Đó, em sẽ siết lại luôn. Các anh lưu ý là siết vừa thôi, vừa đủ thôi. Để những cái lỗ kia nó không có bị vào bên nhé. Đó, rồi kìm siết lại thôi.
Sức vừa đủ thôi nha anh chị. Như vậy là vừa này. Rồi, cọc cái này lại cho nó đỡ không cứ đâm vào tay. Các mặt còn lại cũng đều là như vậy hết. Rồi. Mặt này cũng vậy luôn. Rồi, còn một cái này nữa, em cũng khoan luôn. Rồi, ok, xong. Những cái thừa rồi em sẽ cắt đi này. Rồi, sau đó thì em sẽ lấy băng keo cuốn lại, cuốn từ bên này sang bên này, cuốn từ bên này sang bên này, cuốn kín luôn. Đó, nó sẽ cứng như vậy. Tất cả nó sẽ cứng ngắc như vậy. Đó, giờ em sẽ quấn những cái vòng xung quanh này. Em quấn ở trên trước. Quấn ở dưới. Rồi, quấn thêm một cái vòng nữa.